cách mà anh huấn luyện người khác cũng đặc biệt ghê đó. Giờ thì Lee Du-sik đã chết rồi, còn kẻ giết người thì vẫn ung dung. Vậy nên anh thấy mệt mỏi đúng không? Em có một thứ thực sự giúp được anh đó, nên cho anh mượn một chút hay là không đây? Nè, mặc dù hơi cứng một chút nhưng công dụng rất đáng để xài đó. Trước tiên anh dùng thử đi, biết đâu một ngày nào đó em cũng cần mượn bờ vai của anh thì sao? Anh sẽ cho em mượn bờ vai mỗi khi em cần. Dù vậy thì anh dùng thử đi. Cảnh sát cha nè, kể từ giờ em cho phép anh dính chặt vô em đó. Từ giờ anh sẽ không đẩy em ra nữa chứ? Không bao giờ. Có một chuyện khiến em tò mò từ rất lâu rồi. Chiếc vòng cổ này là của cô gái nào tặng cho anh vậy? Không phải nam đâu, mà là nữ đó. Trước kia có một cậu nhóc nhờ anh một chuyện, sau đó đã đưa sợi dây chuyền này cho anh, kiểu như là một món quà. Vậy là anh nhận hối lộ sao? Nếu anh đã nhận hối lộ rồi thì nhất định phải giúp được cậu nhóc đó. Anh sẽ làm như vậy, nhưng mà giờ em có thể giúp anh một việc có được không? Hồi nãy em làm hơi nhanh quá đó. Phóng viên Sông, xin lỗi em vì đã khiến cho em phải lo lắng. Có những chuyện anh không thể nói hết với em được, xin lỗi vì điều đó. Anh hy vọng rằng số phận của anh sẽ không khiến cho em phải đau khổ. Anh chỉ mong vậy thôi. Chuyện này nhờ anh hết nha. Cung Nhi Viện, Hà Nội. Ném nè, trúng rồi kìa. Ngồi đó làm gì vậy? Không ngạc nhiên luôn sao? Không sao chứ? Họ đang nhắm vào anh đó, cho nên tôi đã dụ hắn nhắm vào tôi trước. Bây giờ anh đang nói gì vậy? Nè, nếu anh tìm thấy trước thì sẽ bắt được tên đầu sỏ. Cái tên điên này, anh đang nói cái quái gì vậy chứ? Không biết Đu Xích có đau lắm không hả? Lee Du-sik vốn là một tên nhát gan, thậm chí anh ta còn sợ kim tiêm nữa mà. Từ giờ cậu ấy sẽ ổn thôi. Nè, đừng có ném vô mặt mình. Nếu như mà tôi cũng chết thì anh làm dỗ cho tôi nha.
Đôi khi nhớ về tôi nữa. Anh sẽ không chết đâu. Giải quyết vụ án từ 16 năm trước, rồi sau đó quay trở lại cơ thể của anh. Liệu tôi có làm được không? Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà trước đó phải lo xong cho Lidusik cái đã. Anh nói từng muốn trở thành cảnh sát kia mà. Hay là vô cơ thể tôi đi. Làm chỉnh chu một chút để cậu ấy không tủi thân. Đoạn đường cuối cùng của Lidusik, anh hãy làm giúp cậu ấy. Quá khứ thật sự giữa tôi và tên Gong Suchan, anh không biết lý do vì sao tôi lại đổ hết cho Suchan sao? Ở cùng cái tên đó khiến cho tôi thấy hổ thẹn, nên tôi làm vậy. Cậu ta lúc nào cũng nghĩ là vì cậu ta mà tôi mới bị bắt, nhưng thật ra lúc đó là do tôi tố cáo để cho cậu ta bị bắt. Nhưng xui là tôi cũng bị bắt thêm. Tất cả đều tại cậu ta mà ra thôi. Cậu ta lúc nào cũng khoe khoang hết. Cậu ta luôn nghĩ là mình chiến thắng, lừa đảo mà luôn miệng nói về đạo đức với là triết lý. Cái tình điên đó. Anh ta nhờ tôi chuyển lời giùm. Anh nên bắt đầu lại, và anh ta sẽ đợi anh. Bởi vì Gong Suchan và Lidusik mãi mãi vẫn là anh em. Tạm biệt. Cái tên ngốc này, đồ ngốc. Cái đồ ngốc. Anh khóc xong chưa? Ai mà thèm khóc chứ. Tôi là Gong Suchan, một người đàn ông đích thực đó. Từ giờ sẽ không bao giờ rơi nước mắt. Kết thúc. Đồ điên. Anh có biết không, nếu đang khóc mà vẫn cười, có chỗ sẽ mọc lông đó. Trời ơi, sao anh lại kể một câu chuyện cười bằng cái giọng nghiêm túc vậy chứ, cái tình điên. Tình điên sao? Thiệt tình. Mà suy cho cùng thì anh hơi nhờn với đàn anh đó ha. Nè, ai là đàn anh chứ? Cảnh sát Châu cũng nói là muốn giới thiệu tôi với anh để chúng ta kết bạn mà. Ê, nè, nè, gì vậy? Ôi trời, bây giờ anh định đánh luôn cả hồn của tôi sao? Nè, đánh thật luôn hả? Ôi trời, nè, anh từng nói vậy mà đúng không? Huấn luyện một cảnh sát. Không phải như vậy đâu. Không phải vậy chứ, đúng là vậy mà. Gì mà 20 chiêu thức đó. Đó là khi nào ta? Thực đơn thì anh hãy chọn đi. Tôi từng nói điều này chưa? Cảnh sát Hàn Quốc được huấn luyện Taekwondo, Judo, Hapkido và cả Kendo, cộng lại cũng phải 20 đẳng. Cho nên bọn tôi biết nhiều cách khác nhau để mà bẻ gãy một cánh tay. Mỗi người có thể chọn một thực đơn. Còn bữa tối hôm nay ăn canh sườn nha. Tôi hứa với anh, Gong Suchan, lời hứa với anh mà 16 năm trước tôi không giữ lời, lần này tôi nhất định sẽ làm được. Cả tôi, cả anh, và còn cả Song Chi An của tôi nữa. Tôi sẽ bảo vệ tất cả. Thi thể của tù nhân Lee Do-sik được phát hiện sau khi anh ấy tự sát. Tù nhân Lee có biệt danh là Rêu này đã rơi vô diện bị tình nghi giết một tù nhân khác. Cuối cùng thì Lee Do-sik cũng im lặng rồi. Kẻ gây ra chuyện này cũng đã bị bịt miệng. Nhưng mà anh thử nghĩ coi, tại sao tổng trưởng công tố lại bịt miệng tên tài xế Kim Chong Do chứ? Tại vì vụ án đó nên mới tới nước này. Anh có biết thông tin gì không? Trong mắt tổng trưởng công tố, anh thân cận hơn và được tin tưởng nhiều hơn tôi mà. Nói về vụ án đó, cảnh sát Châu cũng đã chết vì đào sâu vô vụ án. Rõ ràng anh ta đang che giấu điều gì đó rất lớn.
nhưng tôi cũng không biết lý do là gì. Vậy thì cảnh sát cha đó bây giờ anh định xử lý ra sao? Cha Đồng Tắc sao? Cha Đồng Tắc. Tổng trưởng công tố Tắc cũng rất quan trọng với cậu ta, chứng tỏ cậu ta cũng có mối liên quan gì đến vụ án. Vậy thì kết cục anh đoán thử coi thành ra thế nào. Chu Hằng Chun đã phát hiện ra điều gì đó trong vụ án, tổng trưởng công tố Tắc đã xử lý, vậy thì cha Đồng Tắc cũng sẽ sớm có kết cục như Chu Hằng Chun mà thôi. Tự ý hành động theo ý mình như vậy sẽ không chỉ mở hội đồng kỷ luật thôi đâu, nhẹ thì đình chỉ, nặng là ngồi tù. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình gây ra. Tại sao anh không đứng ra để bảo vệ cho anh Han Chun ngày trước chứ? Với tôi thì vụ án của anh Han Chun vẫn chưa kết thúc được đâu. Cậu vẫn định ngạo mạn như vậy à? Hai anh em đã làm sai cái gì chứ? Đại ca, đại ca, em biết lỗi rồi. Chắc là lúc đó em mất trí rồi đại ca. Vậy nên lúc đó anh và công tố viên đã thông đồng để giúp cảnh sát cha đó sao? Vì vậy cho nên bây giờ anh mới bình an vô sự. Trời ơi, tới giờ tai cậu đang nghe những gì vậy? Hả? Cảnh sát cha đã tới nhà tù để nói chuyện với cái người đã nhận tội danh giết chết cảnh sát Chô. Ý tưởng đó là do chính tôi nghĩ ra. Cảnh sát gia là cơ thể, tôi là bộ não, công tố là chân. Đại ca, em làm vậy không phải là em cố ý đâu đại ca. Này, tiếp theo là tới lượt mấy cậu đó nha, nghe rõ chưa hả? Một. Chờ một chút. Tại sao công tố viên đó lại tin tưởng và giúp hai người? Ôi trời ơi, đương nhiên là có điều đáng tin nên mới tin chứ. Đáng tin. Trước khi chết, Lee Do-sik có dặn dò gì anh không? Tôi biết hắn ta, gương mặt đội mũ, gương mặt của anh ta hình xăm thiên thần, phải tìm được hắn. Anh ta không nói gì. Đúng là đáng tiếc, chúng ta không có thu hoạch gì hết. Tôi chưa từng nói là không thu hoạch được gì. Bây giờ chúng ta đã chắc chắn rằng có kẻ đứng đằng sau đang cố gắng để mà bịt miệng Lee Do-sik lại rồi. Hắn đang cố che giấu điều gì mà phải ra tay tới mức đó? Từ giờ tôi sẽ điều tra về việc đó. Vậy thì may rồi, thật xứng đáng khi giúp cho anh. Nếu như anh còn cần sự giúp đỡ nào thì... Từ giờ trở đi mọi chuyện tôi sẽ tự mình giải quyết. Vậy cứ như vậy đi ha. Còn về chuyện của phóng viên Song thì tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ chuyện không hay nào xảy ra với cô ấy. Chuyện đó tôi cũng sẽ tự mình giải quyết.